Cách đây hàng tỷ năm, một đĩa khí và bụi vũ trụ xoay tít quanh mặt trời. Những hạt bụi li ti va chạm, kết dính, rồi lớn dần thành hành tinh. Quán tính từ cú va chạm khổng lồ thuở khai sinh ấy đã thổi vào trái đất vòng quay đầu tiên. Và bởi không có lực cản nào đáng kể trong không gian, vòng quay ấy tiếp tục kéo dài đến tận bây giờ. Bạn hãy đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim đều đặn. Cũng giống như nhịp tim giữ bạn sống, vòng quay của trái đất giữ hành tinh cân bằng. Nó định hình ngày đêm, định hình khí hậu, điều khiển gió, dòng hải lưu và cả nhịp sống sinh học của bạn. Không có vòng quay ấy, thế giới sẽ là một vùng chết khô khốc ở một phía và đóng băng tuyệt đối ở phía còn lại. Nói cách khác, bạn tồn tại trong sự nuôi dưỡng của vòng quay ấy, và giờ nó biến mất trong một cái chớp mắt. Bạn đứng đó, mắt chưa kịp chớp thì mặt đất dưới chân như bị ai đó kéo phanh tay đột ngột. Trái đất dừng lại nhưng cơ thể bạn không. Với vận tốc 1670 km/h ở xích đạo, toàn bộ loài người, xe cộ, nhà cửa, thậm chí cả không khí xung quanh đều tiếp tục lao về phía trước. Đôi chân bạn bật khỏi mặt đất, không phải một cú nhảy nhẹ mà là cú hất tung dữ dội. Cả thành phố xung quanh như bị quẳng vào một cơn lốc khổng lồ. Không khí quất thẳng vào mặt bạn, không phải gió mà là khí quyển vẫn đang bay về phía trước trong khi hành tinh đã rực. Những tòa nhà, những chiếc xe hơi, cả con người như những cánh lá khô bị cuốn phăng. Tường gạch, thép, bê tông, tất cả trở thành mảnh vụn. Không một công trình nào, kể cả những công trình kiên cố nhất, đủ sức chống lại cơn gió tốc độ hàng nghìn km/h ấy. Hãy giơ tay che mặt, nhưng bạn biết rõ chẳng có gì bảo vệ bạn nụ. Toàn bộ bề mặt hành tinh lúc này là một cơn bão vượt xa mọi thước đo của trí tưởng tượng. Đừng nghĩ rằng bạn chỉ cần tránh gió là sẽ an toàn. Khi vòng quay biến mất, trái đất mất đi hình dạng phình nhẹ ở xích đạo. Nước biển dồn ứ hàng tỷ năm bỗng bị hút về hai cực. Trong khoảnh khắc, những đại dương vốn yên bình rút mạnh như thể cả hành tinh đang nghiêng. Sóng thần khổng lồ hàng nghìn mét dựng đứng, chúng cuộn về phía bắc và nam, quét sạch mọi thành phố ven biển. Bạn không còn nghe thấy tiếng người, chỉ còn tiếng gầm rú của đại dương vỡ tục. Và khi trái đất khởi động lại vòng quay sau, đúng một giây, toàn bộ khối nước ấy lại dội ngược về vị trí cũ. Hai lần đại hồng thủy chỉ trong nháy mắt, không còn chỗ để trốn. Trên bầu trời, vệ tinh nhân tạo văng khỏi quỹ đạo, trạm vũ trụ chao đảo như chiếc lá trong cơn bão vũ trụ. Mạng lưới liên lạc toàn cầu, Internet, GPS, viễn thông sụp đổ chỉ trong vài giây. Những thành phố vốn lung linh ánh sáng giờ chìm trong màn đêm tuyệt đối. Bạn ngẩng đầu nhìn lên, thấy cả bầu trời như bị